Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tôi con lừa. Em cứ nói đi, nói gì xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu. Em cứ xem đi. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tôi con lợn. Bây giờ mình sẽ tô màu. Phút là đi bút tái. Tôi sẽ chậm thêm phương này nhé. Xong.
Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong con lợn rồi nhá. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là mình đã tô xong con lười rồi nha. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.